không quần áo bảo hộ lao động, không lưới chắn, công nhân phải đu bám trên cao để làm việc. Đây là những hình ảnh phóng viên tầm nhìn TV ghi nhận được tại công trình xây dựng Trung tâm Đào tạo Nguồn Nhân lực Quản lý của Viện Quản lý và Phát triển Châu Á tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Những hình ảnh này khiến dư luận bàng hoàng đặt ra câu hỏi ai đang làm ngơ để công nhân làm siếc ở công trình xây dựng này. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo tìm hiểu được biết, Công trình này do Viện Quản lý và Phát triển Châu Á gọi tắt là AMDI là chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Elile là tổng thầu thi công, Công ty Cổ phần Licogi là đơn vị tư vấn thiết kế. Ngày 19 tháng 12 năm 2011, AMDI khởi công dự án trên thực địa. Sau khi khởi công dự án, AMDI đã xây dựng dự án và triển khai san nền, kè chắn, thử tải, quây rào. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm kể từ ngày khởi công, đến nay dự án vẫn chưa xây dựng xong công trường thi công vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng cát sỏi đây thì nó không không có máy nó không có không có không có đồng phục nữa. hầu như là như là đều làm máy nhưng mà ngày trước cũng cũng có cũng có cả bảo hộ lao động nhưng mà họ bây giờ là cái phần thô này là người ta gần như là công nhân nó cũng xong cái phần xây chát rồi Thế bây giờ chỉ còn cái phần kỹ thuật vào bên trong thôi thế là không dùng bảo hộ đấy thì họ đấy mặc quần áo như kia đấy không cái này là coi như là hợp đồng lao động gì đâu coi như là những chủ đầu tư thì bây giờ ví dụ như là chủ nhà người ta lắp cửa lắp giá thì con nó thọ là mang cửa đến là dự án được chủ đầu tư giới thiệu với những ngôn từ hết sức mỹ miều như đây là lần đầu tiên một dự án quy mô lớn được đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được đầu tư xây dựng tại Việt Nam thế nhưng vấn đề vệ sinh an toàn cho công nhân lại không được thực hiện theo đúng quy định khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về kết quả của dự án mang tên đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao pháp luật đã có quy định rất rõ về trách nhiệm trong việc quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cụ thể chủ đầu tư phải đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động sự cố gây mất an toàn lao động yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi công để có thông tin khách quan về vấn đề nêu trên Phóng viên tầm nhìn TV đã liên hệ làm việc với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, nhưng cơ quan này đã từ chối những câu hỏi mà phóng viên tầm nhìn TV đưa ra. Phía viện này chỉ cung cấp văn bản yêu cầu nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Hưng Thịnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trình và phạt công ty Hương Thịnh 20 triệu đồng vì đã vi phạm về an toàn lao động. Tương tự, phóng viên tầm nhìn TV đã liên hệ làm việc để làm rõ những vấn đề liên quan trong việc xây dựng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực quản lý của Viện Quản lý và Phát triển châu Á với Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm. Nhưng cho tới nay, hai tuần trôi qua, phía Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm vẫn im lặng đến khó hiểu. Đây là những hình ảnh mà phóng viên tầm nhìn TV ghi nhận được sau khi nhận được câu trả lời từ Viện Quản lý châu Á đã xử lý vấn đề an toàn lao động. Công nhân vẫn đu người làm việc trong điều kiện vô cùng mất an toàn vệ sinh lao động. Dư luận đặt ra câu hỏi có hay không việc Viện Quản lý Châu Á chỉ chú trọng và đào tạo các kỹ năng quản lý, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp mà quân đi công nhân đang làm việc tại chính công trình xây dựng trung tâm để đào tạo ra nguồn nhân lực quản lý những công nhân ấy. Qua đây, đề nghị thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề vệ sinh an toàn lao động sớm vào cuộc thanh kiểm tra xử lý rứt điểm tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động tại công trình xây dựng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực quản lý của viện quản lý và phát triển châu á xử lý gian đe giáo dục đơn vị để xảy ra sai phạm nêu trên